Sí, todo mal. Y buscamos una, mira. ¿Qué pasó? Ah, tú dices ahí. Con... sang bên này thì không đông dân cư bằng bên cách này. Cách 350 mét ra khỏi. Thôi rồi, không hành này. Còn mà tem mát này nó tăng khó, nó thương mình. Đông. Đây là cái mở tem mát hơi bị đẹp luôn. Ừ. Quá đẹp rồi. Bắt đầu hướng dẫn lộ trình. Ngó phơi mình góc bên kia. Góc ấy. Sao bên kia mát vậy? Tốc độ giới hạn 60 km/h. Mình sẵn sàng lấy, nó chưa gửi lại em cho mình. Con lách xịt.
nhưng bọn Mường Thanh bẩn lắm, chỗ nào đẹp mà ngon ăn là bọn nó đòi franchise. Tại vì mình đã cho nó franchise một chỗ rồi nên thành ra bây giờ khó. Thôi franchise nó làm ăn được. Sao mà bây giờ nó đòi làm franchise Mường Thanh Phương Đông thì năm nay mình quy định của mình đóng cửa không? Hay là lấy cho mình hoặc là cho nó coffee house ha? Giờ mặt nhau rồi. Ừ. Nó bựa ấy. Thanh thản à? Không phải gì đâu nhưng mà nghe là nặng nhất là dân. Chơi đồ cho mặt. Chơi kiểu là gì biết tao thôi kìa. Cứ chỗ nào ngon là nó phải làm franchise nữa. Đi thẳng vào trong kia đấy nhé. Tí nữa vào những cái đường nhỏ này. Đi bên ngoài tí phút hợp. Đóng đầu, đầu này đầu kia là phát là thôi anh em biết chỉ luôn. Sao thằng nào thích cái cô đèn ngu thế nhỉ? Để bố thằng nào mà nhìn cả. Thức quá. Vấn đề là nó vướng ô tô. Nãy ra phải để đằng trước. Thôi nhỉ. Thế nói mà đi vậy? Ngồi trong ô tô rất khó nhìn. Ngáo vãi. Đang mải G9 màu da này, có thấy anh Exciter đứng ở đâu? Bạn nào? Nó chỉ được cái trục này thôi. Vào trong anh sợ không được. Nhìn thấy dã man luôn. Nhìn thấy luôn. Ta đi vào Vincom. Trước mặt ông Mường Thanh. Tốc độ giới hạn 50 km/h. Trong này đi 50 chết.